Các bạn ơi, hôm nay mình nấu món cháo cá lóc đồng nha các bạn. Đây là món cháo cá lóc đồng của mình nào các bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu cùng nấu nha các bạn. Hello, mình xin chào các bạn. Hôm nay mình có được mấy con cá lóc đồng nè các bạn. Nó một lát mình bằng hai con mình nấu cháo nha các bạn. Còn hai con thì mình để mình nướng trui. Hai con muốn có bốn con cá lóc luôn bạn. Hôm lát mình bắt hai con bự bự mình nấu cháo. Cháo cá lóc đồng. Giờ này các bạn, mình đã mần cá rồi nè các bạn. Hồi nãy mình nói mình mần hai con mà bây giờ mình thấy nó nhỏ quá, ít hai con nó ít các bạn, mình mần thêm một con nữa là ba con luôn nha các bạn. Rồi đây là cái phần núm rơm, mình đã gọt cái gốc rồi mình ngâm nước muối luôn nha các bạn. Mình chuẩn bị hành lá, ngò rí, gừng và hành tím luôn nha các bạn. Đó, rồi có một tô rau đắng đất, một rau đắng biển luôn các bạn ơi. Cái này không có rau đắng đất, bên này hôm nay không có rau đắng đất nha các bạn. Và đây là tấm tấm mình đã rang sẵn rồi. Rồi cái này là cái gốc ngò rí nè các bạn. Nó mình đã rửa rồi, một lát mình cho vào mình luộc cá cho nó thơm nha các bạn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình đi cho cái nồi nước lên, rồi mình cho hành tím với gừng vô. Mình luộc cá, cá một lát mình chiên qua sơ qua nha các bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đi cho cái nồi nước rồi mình chiên cá luôn các bạn. Rồi bây giờ mình đi bắt đầu mình đi nấu chiên sơ cá rồi nấu cá thì mình ngâm cái phần gạo này một lát mình nấu cho nó lẹ các bạn. Đó, mình rang xong rồi mình bây giờ mình đi ngâm ngâm lát mình xả cái nước đó ra rồi mình nấu ngâm, mình ngâm nó nổi rồi đó mình nấu nó lẹ và đổ vô chút xíu là nó nhừ rồi các bạn. Đó, mình đã chuẩn bị cái nồi nước rồi, bây giờ mình cho cái phần gốc ngò rí vào nha các bạn. Mình luộc cá cho nó thơm nha các bạn. Mình rửa sạch rồi cái mình cho vào, một lát mình luộc cá chín mình vớt cá ra rồi mình cũng vớt nó ra luôn. Rồi mình cho gạo vào nha các bạn, cho gốc ngò rí rồi hành tím với gừng vô, gừng mình cắt lát ra rồi mình cho vô luôn. Thế là trong thời gian mình nấu cho cái nồi nước nó nóng, mình đi chiên sơ cá rồi mình chỉ lăn sơ chiên sơ qua thôi, không để không còn mùi tanh của cá nữa nha các bạn. Rồi mình nấu nước, mình cho miếng muối vô luôn các bạn. Lát mình luộc cá cho cá nó thấm ngon, muối với miếng bột ngọt. Cái phần nước của mình hơi nóng rồi đó các bạn, bây giờ cho cá vô nha các bạn. Nó mà trùng tim rồi. Mình để nguyên con luôn, mình không có hứa là làm hai các bạn. Mình nấu cho cá nó chín xong mình vớt cá ra rồi mình cho mới cho gạo vào. Còn cá nó sôi mình vớt cái bọt nữa các bạn. Cá này nó cũng lẹ chín lắm các bạn, nó cũng không có bự quá nên nó mau chín. Rồi cái phần cá của mình nó đã chín rồi đó các bạn, bây giờ mình vớt cá ra nha các bạn. Đó, cá nó chín hết rồi các bạn, mình vớt cá ra rồi mình vớt ba cái gừng đầu ra luôn nha các bạn, mình mới cho gạo vào. Rồi bây giờ mình cho cái phần gạo vô, mình vớt ra hết rồi nha các bạn, cho gạo vô. Rồi
rồi mình nấu cái phần gạo này nó sôi lên, nó nở ra hết rồi mình nêm liếm lại cho vừa ăn với khẩu vị của gia đình mình. Các bạn, cái nồi cháo của mình nó sắp nhừ được rồi nè các bạn, thấy không? Các bạn thấy là mình rang gạo rồi cái rang cái tấm đó các bạn, rồi mình đun ngâm. Ngâm mình nấu nó rất là lẹ luôn á các bạn. Đó, mình nấu cho nó nhừ chút xíu nữa rồi mình cho núm vào là được nha các bạn. Rồi cái phần gạo của mình như vậy là được rồi nè các bạn. Đó, rồi bây giờ mình cho cái phần nấm vào luôn nha các bạn. Nấm rồi mình ngâm muối, mình rửa sạch lại rồi mình chẻ qua miếng vừa ăn nha các bạn. Rồi bây giờ mình nêm nếm lại rồi mình cho thêm ai ngô vô các bạn. Đó, cái phần cháo của mình núm này nó chín rồi, mình nêm nếm xong rồi vừa ăn rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình múc qua một cái son nhỏ để mình cho lên bếp ga rồi mình nhúng rau vô nha các bạn. Giờ mình tắt bếp được rồi, mình múc ra cái son nhỏ mình cho lên bếp ga mini để mình bắt lên cho cái nồi cháo nó sôi để mình nhận rau vào cho nó nóng nó chín rau các bạn. Rồi nồi cháo của mình đã múc ra rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình cho nè miếng tiêu, rồi ngò rí, hành lá, rồi đậu hành luôn nha các bạn. Để mình cho vô, rồi một lát mình cho lên cái nồi bếp ga mình nấu lên một cái nữa, rồi mình cho rau vào nha các bạn. Rồi miếng gừng, rồi mình cho miếng hành phi và tỏi phi vô luôn nha các bạn cho nó thơm. Đó, như vậy rồi một chiều khi nào mình ăn á các bạn, rồi mình giờ mình cho lên cái bếp ga luôn cá rồi mình cho vô cá lại cho nó nóng rồi mình vớt ra mình ăn nha các bạn. Đây là rau, rau để nhà mình trụng gồm có rau đắng, rau này rau đắng biển nha các bạn, với giá này rau đắng biển chứ không phải là rau đắng đất. Rồi mình món cao cháo cá lóc đồng của mình đã xong rồi đó các bạn. Rồi mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình. Các bạn xem video của mình thì nhớ đăng ký cho mình, hãy ủng hộ mình nha các bạn. Mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn kế tiếp.